một trệt và ba lầu nha anh chị. Đó, khu dân cư hiện hữu hết ha, mái che thang, mái thái luôn nha. Hẻm trước nhà xe hơi qua lại. Đó, khu vực cao tầng hết trơn ha anh chị. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sa Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 276 đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở hẻm xe hơi nha anh chị. Ở căn nhà mình được đúc kiên cố nha. Chiều ngang của căn nhà mình là 4m và chiều sâu vào là gần 17m nha anh chị. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và ba lầu nha. Sân thượng trước và sau, mái che thang, sổ hồng riêng, có hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên ha. Hẻm trước nhà mình là khoảng 6m nha, hẻm xe hơi qua lại nha anh chị. Đó, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, mình có hai phòng ở trên này, đều có cái ban công. Và ở trên mình có cái sân thượng nha, và mái che thang ở trên, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đầy đủ nha. Đó, thì một tí xíu hai phòng này có người ở, Nhân sẽ không quay cho anh chị mình được nha. Nhân sẽ quay cái sân thượng ở trên đó và mái che thang cho anh chị mình xem ha, và các phòng mé bên sau nha anh chị. Nhà mình có 4 phòng ngủ ha, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh phía trong hết nha. Đó, hẻm nhà mình là hẻm xe hơi nha anh chị. Ở đây có chiếc xe hơi đậu đây nè. Đó, khu dân cư hiện hữu hết nha. Ở đây là khu dân cư hiện hữu hết nha. Ở đây đang làm cái đèn để trang trí Noel nè. Đó, khu dân cư hiện hữu hết luôn nha anh chị. Đó, rất nhiều công ty ở đây luôn. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam nha. Hướng Tây là sang Nam một ít thôi anh chị. Hẻm trước nhà mình nè. Hẻm trước nhà của mình ha. Trước nhà không có cống nha, không có cống luôn. Và đây mình ra ngoài trước, mình rẽ tay phải là ra ngay bệnh viện Bình Tân nha anh chị. Đó, ngay mà góc Mã Lò và Hương Lộ 2 ha. Bệnh viện Bình Tân liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân mình nha. Đó, đây là cái phần phía trước của căn nhà mình ha. Nhà mình thì cái thềm nhà còn cao hơn so với cái đường nha anh chị. Thềm nhà mình còn cao hơn so với cái đường ha. Nhà mình bảo vệ được tới 3 lớp cửa nha. Một lớp cửa cổng bên ngoài, một lớp cửa cuốn ha. Và bên trong là cửa sắt 4 cánh nha anh chị. Đó. Ở đây có ở cái phòng này thì có cái ban công rộng rãi và có cửa sổ. Bên trong có nhà vệ sinh phía trong luôn ha. Phòng trên cũng vậy ha. Phòng trên thì cũng có trồng cây bên ngoài nè. Và có cửa sổ, có cửa ra ngoài ban công. Ban công rộng rãi nha anh chị. Đó, tay vịn ban công là tay vịn sắt nha. Rồi, Nhân sẽ vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Hẻm nhà mình là 276 đường Mã Lò nha anh chị. Đó, 3 lớp cửa nha. Hiềm nhà chỗ này cao ráo nha. Ở bên trong mình để được khoảng 4 chiếc xe luôn nha anh chị. Đây 2 chiếc rồi nè, là mới có một bên thôi nha. Còn đây 2 chiếc nữa bên đây nữa ha. Là còn cái lối đi ở giữa. Chiều ngang của căn nhà mình 4m và sâu được tới vị trí bên cuối á, là gần 17m nha anh chị. Đó. Ở đây có làm cái tiểu cảnh để nuôi cá ha. Đó, cái tiểu cảnh ngay nhà mình nè. Cái đồng cửa cuốn mia đo ở đây. Bên trong thì lớp cửa sắt. Và cái thềm nhà mình thì cũng được lót gạch sạch sẽ nha. Đó, bên trong thì cao hơn tí xíu. Bên trong nhà thì trần nhà thì cao ráo. Chủ ốp tường ngang cao lên tới 1,5m rồi nha. Đó, ốp tường ngang cao lên 1,5m rồi nha anh chị. Hướng nhà mình gọi là hướng Tây Nam ha. 276 đường Mã Lò, ngay góc Mã Lò Hương Lộ 2, ngay bệnh viện Bình Tân ha. Ngay trung tâm tiêm chủng VNVC và cấp mắt của Hương Lộ 2 ha anh chị. Đó, trần nhà cao ráo nha. Hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 300 triệu đồng nha anh chị. 5 tỷ 300 triệu đồng, giá này vẫn còn thương lượng với chính chủ ha. Anh chị mình cứ quan tâm tới bất động sản này thì cứ liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39. Nhân sẽ trực tiếp cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Mở cửa cho anh chị mình xem ha. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi và quay video thì quay miễn phí ha. Qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình lúc giao dịch ha. Quay nhà là hoàn toàn miễn phí ha. Đây có cái khung tranh. Đó. Ốp gạch ngang cao tới phía đuôi luôn nha. Và ở trên thì dán giấy dán tường cao ráo lên tới trên. Đó. Đèn nhà cao ráo sáng sủa ha.
ở trên ống la phong vượt tầng. Mình để cái bàn, cái bàn ở đây, cái bộ bàn ghế ở đây, và vẫn còn một cái không gian rất là rộng nè anh chị. Đó, vẫn còn cái không gian rất là rộng nha. Ở ngoài mình có sân để xe, cửa bốn cánh ha, có lắp rèm cho anh chị mình hết luôn rồi nè. Chiều ngang của căn nhà mình nhân xin nhắc lại là 4m và chiều sâu dài là gần 17m nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng, có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên, hướng nhà là hướng Tây Nam. Giá hiện tại chủ đang kêu cho căn này là 5 tỷ 300 triệu đồng ha. Vẫn còn thương lượng thêm với chính chủ ha. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì liên lạc với Nhân để xem ha. Ở ngoài sau thì cái hiềm chỗ này đá hoa cương và cao hơn khoảng 2 tấc nha anh chị. Đó. Không gian ở ngoài sau này thì đang làm một cái phòng của công ty cho thuê, nên mình muốn xem thì alo trước để Nhân hẹn với chủ qua mở cửa cho anh chị mình xem nha. Cái không gian chỗ này thì không làm phòng bếp ở này, bếp dời lên hai phòng phòng phía trên ha. Nên ở dưới đây thì để kho chứa đồ, nhà vệ sinh phía sau và còn một cái kho nhỏ chứa đồ phía sau nữa nha anh chị. Đó, tường ốp ngang cao lên 1,5m hết và dán giấy dán tường cao lên tới trên. Đóng la phong vượt tầng. Đó, xài đèn led hết cho anh chị mình ha. Anh chị mình xem từ vị trí của, nếu đây mình làm phòng khách ở đây thì phòng bếp ở đây ha. Đây là phòng bếp nè, rồi tới cầu thang, rồi tới phòng khách ha. Rồi cái sân để xe và cái hẻm nhà mình là hẻm 276 ha anh chị. Đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, gần bệnh viện Bình Tân nha. Đó, rộng rãi nha. Rồi tiếp tục quay ra ngoài sau cho anh chị mình xem nè ha. Đây là không gian của bếp nha. Bếp đang giờ lên trên ha, làm cái kho chứa đồ theo hiện trạng của căn nhà mới mình ha. Còn đây, một cái khoảng phía sau nữa nè. Đó, khoảng phía sau này là đây có cái kho nè anh chị, đây có cái kho chứa đồ nè, nó một cái kho chứa đồ ở đây ha, kho chứa đồ, hiện tại chứa đồ và chủ ốp tường cao lên tới trên hết luôn nha, ốp tường cao lên tới trên hết ha. Ở đây cái giếng trời nha anh chị, đây giếng trời nè, giếng trời đi thẳng lên tới trên, nhà vệ sinh ở dưới đây, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha, đó, thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, tường ốp gạch ngang cao lên tới trên, ở đây cái bồn nước rửa đây. Đây là cái kho chứa đồ ha. Đó, ở đây cũng lót gạch sạch sẽ, có khoảng trống này nè anh chị. Đó, từ đây ra tới ngoài trước mình là 17m ha, gần 17m nha anh chị. Trần nhà anh chị mình xem nè, cao ráo ha. Cao ráo, sạch sẽ, sáng sủa nha. Giá là 5 tỷ 300 triệu đồng nha anh chị. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Đó, ngang là 4m và sâu vào là gần 17m ha. Hai phòng ở trên nhưng sẽ không quay được cho anh chị mình xem ha, và nhận quay những phòng phía sau thôi. Ở cầu thang mình đi lên ha, mặt đi bằng đá hoa cương đen, mặt bên xài kính cường lực ngay chỗ này, và tay vịn là tay vịn gỗ nha. Đó, đá hoa cương đen nha. Phòng bên đây, bên tay phải của mình có sân thượng, có ban công, có cái ban công và có cửa sổ, có lắp rèm cho anh chị mình hết. Đó, đây thì điện âm hết ha, điện thì điện âm hết nha anh chị. Và phòng này thì làm không gian bếp mình giờ trên này, ở dưới mình đang làm cái kho của công ty. Và cửa phòng ngủ là sử dụng cửa gỗ tự nhiên nha, cửa gỗ tự nhiên nha anh chị. Và cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên nha. Đây có quầy bar và gỗ là gỗ tự nhiên hết nha anh chị. Đó, không gian bếp nè, bàn ăn. Mình đây là một phòng ngủ riêng, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh phía trong nha. Đó anh chị mình xem nè. Ở trên đóng la phong vượt tầng và làm gắn đèn led hết. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không quy hoạch, không lộ giới, hẻm giới nha anh chị. Mình có một trệt và hai lầu. Sân thượng thi trước và sau mái che thang nha anh chị. Là một trệt và ba lầu ha. Có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha. Mỗi trong phòng ngủ là có nhà vệ sinh riêng bên trong hết ha. Chủ giờ nguyên không gian của bếp lên trên đây. Đó, nguyên không gian bếp mình lên tầng 1 ha. Ở dưới mình làm cái kho để chứa đồ đang vận hành công ty nha. Đó, bếp thì bên trong xài kính cường lực ha. Và tay vịn, mặt bếp là đá hoa cương. Toàn bộ không gian bếp này là gỗ tự nhiên hết nha anh chị. Anh chị mình xem ở đây có ngay cái giếng trời ở trên ha. Đó, ngay giếng trời luôn nha. Và nhà vệ sinh có phía trong luôn nha. Nhà vệ sinh phía trong luôn ha. Nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời không anh chị? Có bình nước nóng
À, có bồn nước nóng rồi ha. Nhà chỉ có bồn nước nóng, ngay chỗ đây thì có cái giếng, cái quạt gió luôn nè. Đó. Thôi mở đèn lên cho anh chị mình xem ha. Đó. Đây thì ở trong này thì chủ lót gạch sạch sẽ cao lên tới vị trí của tường ở trên luôn nè. Cái máy nước nóng này ha. Đây có máy nước nóng. Đây là toàn bộ không gian của phòng ngủ phía trước, phía sau trên tầng 1 nha anh chị. Đó. Thì mình có thể, nếu mà mình nhà mình sở hữu thì giờ cái bếp về dưới thì ở trên đây là hai phòng. Mỗi tầng vậy là phòng trước, phòng sau ha. Và phòng trước thì có ban công, có cửa sổ, có lắp rèm cho anh chị mình. Phòng phía sau thì có khoảng hở ở phần giếng trời ha. Đó, trần nhà cao ráo. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha anh chị. Tây Nam. Hướng nhà là hướng Tây Nam ha. Tay vịn gỗ mình đi lên, mặt đi bằng đá hoa cương. Các bước đi cũng nhỏ gọn ha. Phòng ngủ là phòng gỗ tự nhiên hết nha. Phòng ngủ là phòng cửa gỗ tự nhiên hết. Và phòng này thì hai phòng trên đây thì có người ngủ nên nhân không có quay được cho anh chị mình ha. Rồi dần tiếp tục đi lên trên để quay ở trên cho anh chị mình xem không gian của tầng 3 là tầng 2 đó anh chị. Cầu thang là cầu thang tay vịn gỗ ha. Các bước đi thoải mái. Và phòng này đang mở cửa nè. Nhân cũng sẽ quay cho anh chị mình xem ha. Đây. Đây phòng ngủ này ha. Đây có phòng ngủ đây. Đó. Rộng rãi nha. Đó anh chị mình thấy đấy, cái phòng ngủ rộng rãi và tường nhà cao ráo. Nhà vệ sinh nằm ở phía sau ha. Đó, ở đây thì dán tường sạch sẽ hết nguyên căn nhà cho mình luôn. Và cửa vẫn là cửa gỗ nha. Cửa gỗ tự nhiên hết nha anh chị. Nó có nhà vệ sinh phía trong nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam ha. Nó không gian rộng rãi, ngoài sau là cái giếng trời và nhà vệ sinh nằm phía sau này nha anh chị. Nhà vệ sinh phía sau ha. Đó, nhà vệ sinh đây ha. Rồi bên trong này ha. Đó, đây ha. Anh chị mình xem cái phòng ngủ này ha. Ngay giếng trời có nhà vệ sinh phía sau đó. Rồi tiếp tục đi qua phòng kế bên cho anh chị mình xem ha. Cái khoảng đi của nè, khoảng đi của căn nhà mình cũng thoải mái nha. Ở trên đây thì chủ lót sàn gỗ nha anh chị. Ở trên đây chủ lót sàn gỗ nha. Cửa phòng ngủ là toàn bộ sử dụng là cửa gỗ tự nhiên nha. Đó. Đây là phòng ngủ phía trước nè anh chị. Đây là phòng ngủ phía trước của mình nha. Đây là phòng ngủ phía trước của mình ha. Đó. Rộng rãi, tường ốp cao ráo lên tới trên hết nha. Đó, phòng ngủ của các em ha. Rồi quay cái ban công cho anh chị mình xem ha. Hên quá được cái phòng cái này có ban công ha. Đó, cái ban công của mình rộng rãi, trồng cây trên này. Và trên đây nhà mình là nhà đúc kiên cố ha. Đó. Có cửa sổ, có lắp rèm cho anh chị mình hết, có đèn trang trí. Và đây là cái không gian ở trên tầng 2 mình nhìn ra cái cửa đường trước của nhà của mình ha. Đó, đường trước nhà của mình rộng rãi nha. Hẻm xe hơi vào tới nơi ha. Đây ra bệnh viện Bình Tân nè, hướng này ha. Ở ngay góc Mã Lò và Hương Lộ 2. Ở nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không lo quy hoạch lộ giới, hẻm giới ha. Phòng này có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi nha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 393939 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Xà Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tiền mua được bất động sản lý nhất cho mình. Tiếp tục mình đi lên sân thượng trước và sân thượng sau để xem căn nhà này ha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 5.300.000.000 đồng nha. Giá này vẫn còn thương lượng với chính chủ. Anh chị mình cứ đến xem bất động sản này, Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Đây là không gian của sân thượng và làm cái khoảng trống này để giặt giũ phơi đồ và làm cái kho ở chỗ này ha. Cái giếng trời của mình đây, cái máy treo thang của mình đây ha, là máy treo thang đúc luôn nha. Nhà đúc kiên cố từ trước tới sau ha. Có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha anh chị. Phòng thờ, sân thượng trước và sau. Ngang là 4m và chiều sâu dài quá là gần 17m ha. Nhân sẽ đi ra sau sân thượng phía sau trước và Nhân sẽ đi lên sân thượng phía trước cho anh chị mình xem lại ha. Đó, khoảng trống chỗ này làm cái kho giặt giũ phơi đồ chỗ này luôn ha. Đường nước đầy đủ ha. Đó, đây thì mình phơi đồ ngoài sau. Ở trên thì làm cái mái che ra ngoài. Cửa thì sử dụng cửa sắt kết hợp với kính nha. Đó, ở đây rộng rãi nha.
Đây là sân thượng phía sau của nhà mình ha, trồng cây rất là nhiều luôn nha anh chị, rất là rộng, trồng cây rất là nhiều. Cái mảnh kính cường lực đó để là các cái chậu cây lên, và cái mặt kính rất là dày luôn nha. Đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 nè, kênh YouTube Bất Động Sản Xà Thành nha anh chị. Hãy like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Và đây là không gian của sân thượng phía trước. Hiện tại giờ ha, một phần mình chia ra hai phần, một phần sân thượng phía trước và một cái phòng thờ cho gia đình mình ha. Nó đây cái không gian của phòng thờ ở nhà mình, có cửa sổ rất là trang nghiêm ha, ra trước hàng cây rất là đẹp luôn. Đó, đây là phòng thờ của nhà mình nha. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam, với chiều ngang là 4m và chiều sâu vào là gần 17m nè. Đó, hẻm trước nhà của mình là hẻm xe hơi, chạy vào tới nơi, đậu trước già, ngang 4m, sâu vào gần 17m ha. Nhà được bảo vệ với 3 lớp cửa lận nha. Ở trên đây là cái mái che thang của nhà mình, ở trên đây có cái mái che cũng làm ton ha, cũng lắp ton cho anh chị mình luôn. Đó, cái vành trên đây là đúc nè, anh chị mình thấy ha, rất là rộng rãi luôn nha. Ngang 4, sâu vào là gần 17m ha anh chị. Đây là sân thượng phía trước. Đó, cũng cao ráo, trồng cây rất là nhiều và nuôi rất là nhiều những cái hòn non bộ nhỏ nhỏ để nuôi cá ha. Nãy dừng thấy hai cái rồi nha. Phía sau cũng có ha. Đó, trồng cây ở đây. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam ha. Hẻm trước nhà của mình là hẻm 6m, xe hơi đó, chạy vào tới nơi và đậu trong nhà luôn được nha anh chị. Đó, anh chị mình xem ha. Khu dân cư hiện ngủ, pháp lý là sổ hồng riêng, có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ha. Hẻm trước nhà là hẻm xe hơi. Đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39. À, đây trồng mấy cây sen nè anh chị. Đây trồng mấy cây sen nè. Đó, đường nước đầy đủ ha. Máy đúc ở trên nha anh chị. Đó, một trệt và ba lầu nha, một trệt và ba lầu, nhà đúc kiên cố, pháp lý là sổ hồng rõ ràng, có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Hẻm trước nhà là hẻm 6m nè, nằm gần bệnh viện Bình Tân, ngay góc Sài Gòn Home, gần gần chung cư Sài Gòn Home ha, ngay cấp mắt dưới chân Sài Gòn Home có cấp mắt nè, có trung tâm tiêm chủng nè, ngay góc ngã tư dưới đường Hương Lộ 2 và đường Mã Lò. Căn nhà mình có kết cấu là một trệt và ba lầu nha anh chị. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Nhà có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, sân thượng trước và sau, phòng thờ đầy đủ ha. Nhà đúc kiên cố, pháp lý sổ hồng rõ ràng, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại của Nhân là 0922 39 39 39 nè. Trần nhà tương đối, căn nhà này rất cao nè, trần nhà rất cao nè, chủ xây ở nha anh chị, chính chủ ha. Hôm qua anh chị sẽ được làm việc chính chủ luôn. Nếu anh chị thấy bất động sản này phù hợp thì hãy liên lạc với Nhân để xem sớm nha anh chị. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa gỗ tự nhiên hết ha. Đó, mà anh chị xem lại toàn bộ không gian của căn nhà mình lại một lần nữa ha. Nhân sẽ kết thúc video khi đi xuống tới đường dưới nhà ha. Cầu thang thì tay vịn gỗ nha anh chị, mặt đi bằng đá hoa cương đen. Đó, hẻm trước nhà 6m rộng rãi, xe hơi đậu trước cửa nhà. Nếu anh chị mình để xe 4 chỗ thì vào trong nhà mình được luôn nha. Ngang 4m, chiều sâu vào là đây. Dân dân sẽ quay cái phòng ngủ phía trước ngay tầng 1 cho anh chị mình xem sơ lại cái ha. Ở trong đây có cái phòng, có nhà vệ sinh luôn nha. Ở trong đây có nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Ở trong đây có nhà vệ sinh luôn nha. Đó, nhà vệ sinh trong bên trong luôn nha anh chị. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh phía trong ha. Đó, cái phòng ngủ này ha, có lắp rèm đầy đủ hết, đóng la phong vượt tầng nha. Xài đèn đèn led hết nha. Và có cửa sổ nè, cái cửa ra ngoài ban công nè anh chị. Nó ra ban công cho anh chị mình xem nè. Cái này là roja ha. Đó, đây trồng hồ cá nữa nè. Đó, đầy đủ hết ha. Ở đây trồng cây mái tôn nè anh chị. Đó, trồng cây mái tôn. Và bên đây ha là ngay góc Mã Lò nè, ngay góc Mã Lò và Hương Lộ 2 nè anh chị. Đó,
anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì liên lạc với Nhân nha. Đó, đây là cái phòng ngủ trên tầng 1 ha, phía trước ha. Hồi đầu video Nhân không có quay cho anh chị mình xem được. Đây là phòng ngủ phía trước của nhà mình nha. Có nhà vệ sinh phía trong hết nha anh chị. Nhà là nhà đúc kiên cố ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Bếp được dời lên trên này. Bếp được dời lên trên này ha. Có nhà mỗi tầng mình có 2 phòng ngủ, mỗi tầng có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh phía trong hết ha. Đó, sân thượng, mái che thang trước và sau, phòng thờ đầy đủ hết nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam ha. Đó, ở đây có vách kính cường lực nè, đây có vách kính cường lực chỗ này luôn nha. Đó, ngay chỗ không gian của tầng 1 nè. Cầu thang đúc mình đi lên ha. Ở dưới đây thì lót gạch sạch sẽ cao lên tới 1,5 m và dán giấy dán tường cao lên tới trần luôn nha anh chị. Đó. Nhân sẽ quay cho anh chị mình xem lại cái không gian dưới trệt một lần nữa và kết thúc video nhà ở đây ha. Đây có cái, nếu mình dời cái không gian bếp mình dưới đây ha, nếu dời không gian bếp bên đây thì mình có được 4 phòng ngủ ở trên nha. Đó, đây là hàng hóa đang chứa ở đây, đây có hàng hóa chứa ở đây ha, nên Nhân chỉ quay liếc liếc sơ sơ cho anh chị mình thôi. Và đây nguyên cái không gian của phía sau, phía sau có cái chứa kho nữa nha, chứa kho và có nhà vệ sinh phía sau đó luôn nha. Rồi đây là không gian phía trước nè, nó rộng rãi để nguyên cái bàn gỗ ở đây, vẫn còn khoảng trống rộng. Và nhà bảo kệ 4 lớp cửa, 3 lớp cửa ha, cửa sắt 4 cánh có lắp rèm cho anh chị mình luôn ha, cửa rất là rộng luôn. Và ngoài kia thì có cửa sắt bảo vệ và cửa cuốn xuống nữa ha. Mình để xe ở đây thoải mái nha anh chị, mình để xe thoải mái đây ha. Ngang 4 m và chiều sâu vào á là gần 17 m ha anh chị. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên. Hướng nhà của mình đó là hướng Tây Nam nha anh chị. Giá là 5 tỷ 300 triệu đồng ha. Vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Mình có sân để xe ở đây, mình có sân để xe ở đây ha. Đó, để xe 4 chiếc xe ở đây nha. Đó, để 4 chiếc xe ở đây. Hẻm trước nhà mình hẻm 6 m ha. Đó, hẻm 6 m. Xe hơi đậu bên trong nha. Đó, xe hơi đậu bên trong nha anh chị. Bớt rảnh tôi đang quay. Ở đây ha, đây mặt trước của căn nhà mình ha. Ban công là trồng cây phía trước rất là nhiều luôn. Một trệt và 3 lầu sân thượng trước và sau ha. Có phòng thờ luôn nha anh chị. Rồi anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh. Và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau nha.